Quý vị và các bạn thân mến, Nari không chỉ được biết đến với địa danh có đèo Áng Tò, uốn lượn nên thơ, mà còn được biết đến với những đặc sản nổi tiếng như là miến rong. Và trong chương trình trải nghiệm văn hóa ngày hôm nay thì tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về cách làm miến thủ công truyền thống của người dân nơi đây như thế nào nhé. Bác ơi, những cái phên miến này thì là đã được mình phơi lâu chưa ạ? Cái này sáng nay vừa mới tráng. Nắng thì giờ đã được thu rồi, nhưng mà không nắng thì giờ chưa thu được, một lúc nữa mới thu được. Nghề làm miến thủ công đã có mặt ở Nari từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Khi đó chỉ có vài hộ gia đình trồng cây rong, sản xuất miến thủ công nhỏ lẻ, chỉ khi nào đến phiên chợ mới đem đi bán. Những năm gần đây, để tạo ra sản phẩm miến với hương vị độc đáo, riêng biệt, một số hộ dân đã khôi phục lại nghề miến tráng tay truyền thống ngày xưa. Bột dùng làm miến tráng tay là bột rong được chế biến từ cây rong giềng được trồng ngay tại địa phương. Bột miến hòa với nước phải được khuấy liên tục trong khi tráng vì chúng rất dễ lắng xuống đáy chậu. Khi tráng miến phải tráng thật nhanh tay thì tấm miến mới mỏng đều vì bột miến dễ chín và đông lại ngay lập tức. Bác làm miến tráng thủ công này thì đã lâu chưa ạ? Vâng, tôi cũng làm mấy năm rồi, nhưng mà kiểu gần đây 2 năm nay ấy, thì người ta ưa chuộng cái loại miến này hơn nhiều, cho nên là tôi năm nay cũng làm nhiều hơn mỗi năm. Thưa quý vị, qua vài lần tráng miến như thế này thì tôi mới cảm thấy là cái công việc tráng miến này rất là khó khăn, bởi vì bột miến thì chín rất nhanh và chúng ta chỉ cần chậm tay một tí thì là những bột miến sẽ chín lại và sẽ không dàn đều ra được như là mình tráng bánh cuốn nữa. Trong những ngày đông lạnh như thế này thì ngồi bên bếp lửa tráng miến cũng là một công việc rất là thú vị và ấm áp quý vị ạ. Những tấm miến tráng tay sẽ được xếp đều trên các tấm phên để đem đi phơi. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy những tấm miến còn nghi ngút khói. Bột miến sau khi chín trở nên dẻo dai và trong suốt. Miến sau khi được phơi nắng khoảng 1 tiếng dưới ánh nắng sẽ được đem về cắt, có thể cắt bằng máy hoặc bằng tay. Miến tráng tay thủ công được cắt thành hai loại, loại sợi nhỏ dùng để nấu canh, loại sợi to thường dùng để nhúng lẩu. Đấy, phải tính giữa. Cái mép này phải ở cạnh mép ngoài này thì nó mới trúng hết. Đấy, đúng rồi. Đấy. Miến tráng dày quá ăn không ngon đâu. Tráng được mỏng cái này cũng ngon. Bác ơi, thế tại sao mình có máy rồi mình vẫn thỉnh thoảng mình vẫn dùng cắt tay như thế này ạ? Vâng, cái vẫn dùng cái này là ăn lẩu, nồi lẩu ấy thì mình thái to hơn và ăn nó ngon hơn. Những sợi miến đến công đoạn này là có thể dùng để xào nấu, chế biến thành món ăn. Nhưng để bảo quản được lâu và đóng gói vận chuyển đi xa, những sợi miến sẽ tiếp tục được đem phơi dưới nắng và gió để khô tầm 80% là có thể đem đi đóng gói. Quý vị và các bạn thân mến, những sợi miến tráng tay thủ công cầu kỳ như thế này sẽ được đóng gói để đem ra thị trường. Và còn gì thú vị hơn là trong những ngày mùa đông se lạnh cận Tết như thế này, quý vị đến Bắc Cạn thì có thể mua lấy những cân miến về làm quà hay là để chế biến thành những món ăn cho gia đình sum vầy dịp Tết. Đến đây thì chương trình trải nghiệm văn hóa của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.